cái background này mình mang về Quốc Minh rất là ngẫu nhiên. Cái này cũng bạn cầu tức là từ lúc mình confirm cho mình cái chuyện sao chắc hơn tới lúc ngày hôm nay là 7 tuần lại. Thì do đó thì mình cũng rất mong nhận được những cái góp ý của mọi người để chương trình này sẽ thật sự hữu ích và có đóng góp cho cộng đồng. Từ 10 giờ là một chuyện, nhưng mà nếu như là sự startup đó chưa có đủ